Khe viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc Khe là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Mắc Khe cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai không em mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, được. Để em đến. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh, ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng, cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng dạ, không? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút một kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok,
Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên, ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc, hơi hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Rồi vậy là yên tâm rồi. Cho xem mắt gà gái. Dạ, dạ đây ạ. Nguyên Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác à? Ừ, anh là kinh nghiệm rồi, thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng. Còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn, thì mình cũng sợ. Mình đính chính cho nhà trai chút xíu, nên nhà trai nó là cân bằng giữa dạ, gia đình với công việc thôi. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là dạ, nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bằng lo lắng thôi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy. Quen rất nhiều nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là cháu quen là cũng đâu ra đó đoàn hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần, nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết rồi, biết lễ phép, biết trên biết dưới. Yeah, đó, bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Rồi, ok à. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Là em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi. Đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. Là quyển Đắc Nhân Tâm và anh quyển Tâm. Quảng Lo Âu Đi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. Em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà
anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Rồi. Ha. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi, em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh khoái cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em à. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á, cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok, anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì. Con đó có phải là con ách cơ không ạ? Đúng rồi, nó tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á. Anh ơi, cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không, nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì cái về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. Thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. Đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là Cường Bằng Nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. Ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì biết được nghĩa bóng sẽ đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò, hãy nắm tay nhau. Xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Con xin phép em. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, hãy nắm tay nhau đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ, các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đây, đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. À. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Ơi ơi. Dạ một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ. Okay. Bây giờ dạ. mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán. Vậy hả, con làm ở đâu, quận mấy? Dạ con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ em tên là Nguyễn Thế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn. Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á thì em hết nhìn môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, chị nghe cũng rất là rõ nha em. Chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la lên Linh nghe không được gì hết. Nó xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, trung thủy, độc lập. Dạ điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá, chia tay. Cái đó cũng hay á. Thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi, cưới sớm sớm nha. Đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Rồi. Trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Là đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là kiểu là về cái tâm mình như trước. Nhiều khi cao quá về cái nhổ nhà cũng vậy. Chứ là hiểu nhau. Đâu quay mặt lại tôi ngó coi sao. Bộ con gái cao đẹp mà. Có nhiều khi cũng tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Ừ. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Ừ. Tự nhận mình ưa nhìn luôn đúng không? Ừ. Còn coi bên nhà gái tôi còn sao nha. Còn mình thì sao nè? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là trung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết trung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, giờ chỉ ăn chích đi chị. Gì? Chích. Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chỉ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích lâu lâu, cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, đúng không? Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn.
em lùng 1m45 cũng ok luôn. Vậy còn mình thì sao, mình có mong người ta cao không? Dạ cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều, mà... cao nhiêu nè? Em nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. À, dư sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau, thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. Em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi rồi cháu vô xưa. Hai em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. Vui vẻ dễ thương á. Em thấy thì cũng được. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây, dạ, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Ân ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này đó. Gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh cần tặng em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xương rồng. Dạ. Anh cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Khi anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cách trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung mà nhìn em anh có lẽ có hiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích cái đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có. Đang hồi hộp. Đúng không? Đó. Em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhận xét thôi. Có thể những cái lúc đó, trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Dạ. Thì nó mới có bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa là gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo bác á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ. Em nếu hơn. Mà em giữ như vậy á, rồi hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không? Ừ, cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Dạ, anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà? Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Ừ. Vậy cùng ý tưởng chín đến một chín tháng đến một năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua lên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê gặp nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì mình ở trên đấy. Anh nói là anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. Thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc, tay. Không có thuộc lại. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua,
Chờ anh với, nếu có lỡ hay cười. Cười, quên lời cười. Lần đầu tiên mà anh gặp em á, là anh thấy em là người ưa nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á, thì anh thấy dường như là hồi tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em cũng chưa nghe luôn. Anh 32. Dạ, vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào về anh? Không biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3, nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động. Trời ơi. Sao nè, sao nè, nói nghe coi nè. Sao vậy em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự đó nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả. Chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa của mình nha. Mọi người đi con đường riêng của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Đời đúng là đôi khi nó không như mình nghĩ nha. Bất ngờ ha. Bất ngờ. Mình chỉ tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi. Thôi như vậy là ta đã kết thúc ngày hẹn hò hôm nay. Ngày hẹn hò và coi như là 50-50 ha. Ê, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Em trai. Xin chào anh Linh ạ. Em chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Amata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, hoặc là có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính. Nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha.
Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 30 tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là ba mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Ừ. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi, quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Không, mình hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp cấp 3 chính thức có một mối tình lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối không? Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu, đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đanh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa? Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, đi rồi rụng tóc. Bỏ về mới lên tay em tìm mất hai. Đâu, hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hận hóc tóc á. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Yeah. Ôi tội nghiệp không? Yeah. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi. 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ, đúng rồi. Bây giờ này em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thêm một xíu nữa. Biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng ra rồi. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi. Không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ, chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính có duyên lắm luôn á. Dạ, anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang cái mình lắc lộn cầu dao á, giật cây té xuống gùm, giật cây té xuống gùm cái đó nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té. Vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi. Nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. Không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. Từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. Đúng rồi, vậy như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. Không. Hồi không có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc, ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama, kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con.
Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào bà trai trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là trai trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi, đi với ai? Dạ, em đi với bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ủa, quá. Ủa vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Mình chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng nữa. Thì đừng, bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng rời đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? À, nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực thì, nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghỉ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định được. Dạ. Phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ, anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em đều sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kỳ định tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ con chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Dương đó. Trời, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, yeah, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nhưng em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ. Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền.
mình cưới nhau luôn hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi, là nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ, vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn dạ cũng được. Nghe rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi anh. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy. Mời đó bạn hả? Nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ em, tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu. Tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ, Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ, dạ. Vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Huy trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi.
đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát người hãy quên em đi. Dạ. Bên đây hát bài anh không tin. Tôi không tin. Đó. Ủa, sao tôi coi như không tin là mình hãy quên nhau đi. Mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi. Mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới cái tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ, hiểu chuyện chút xíu là được. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đó. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, cảm gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích cho nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi, không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là, em hay làm việc nhà là em nhà em nào cũng sạch sẽ chứ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi đúng mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp, đồng nghiệp. Lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ.
Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu, thu âm vậy thôi nha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Đó nó đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Ừ, mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta? Dạ, cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó hả? Ít dầu mỡ và nó tốt về sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe chút. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới.
Dạ, nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật, thật em thích cái gì đó sến mà đúng. Thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi ở quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Mình chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại. Trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau. Sẽ... Dạ, tức mình là sẽ... anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha? Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ mà quan trọng là em có bấm nút không? Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Chắc rồi bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run, nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Đó, nên lát chúng ta anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian.